Xin chào các thầy cô, hôm nay thì điểm nhận rất nhiều các phản hồi mà các thầy cô đã làm cái video trên cái trang Powtoon này. Ví dụ như đây bây giờ chúng ta sẽ làm một cái tem nét mới này để chúng ta tạo một cái video, đúng không? Ví dụ đây là thầy điểm sẽ lấy một cái video này chẳng, sau đó chúng ta click vào cái mục Edit để chúng ta chỉnh sửa nó để clip mới. Thì một cái giao diện xuất hiện như sau. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái mục clip này để chúng ta biên tập chỉnh sửa mới, có thể chúng ta sẽ thay đổi chữ ở chỗ này, đúng không, như chúng ta đã được học, vân thì chúng ta có thể mở lên để chúng ta xem. Cái điều quan trọng là bây giờ chúng ta ưng ý rồi thì chúng ta muốn xuất bản ra để chúng ta lấy, đúng không? Thế thì theo như cái hiểu biết thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ chọn vào cái mục export này để chúng ta xuất dạng MP4 xuống để chúng ta chèn video chúng ta dùng ví dụ như trên MacBook. Thế nhưng mà khi chúng ta tích vào đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải nâng cấp, bởi vì đây chúng ta thấy nó là khi chúng ta đã hết hạn cái miễn phí rồi, chúng ta dùng cái bản phí thì chúng ta không bản phê thì chúng ta sẽ không đào hóa được, cho nên phải nâng cấp. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái cách là như sau, là chúng ta sẽ dùng cái phần mềm chúng ta ghi màn hình. Ở đây ví dụ như thế này, có thể xem cái link này, sau đó mình chọn copy cái link này và mở luôn ngay trên trình duyệt cốc cốc. Thông thường thì trên YouTube cũng như là trên trình duyệt cốc cốc này, khi mà chúng ta muốn download video, ví dụ như ở đây cái đoạn video chúng ta đã đưa sang đây rồi, thì khi mà chúng ta mở nó lên thì chúng ta thấy nó sẽ có cái biểu tượng nút tải xuống này. Cái click vào đây thì các thầy cô sẽ thấy là nó có bốn cái chức năng, tức là bốn phương tiện tìm thấy. Ở đây thì khi chúng ta tải xuống thì nó chỉ có cái bản hình, có cái hình phần thứ nhất là chỉ có hình thôi, phần thứ hai là chúng ta cũng có hình nhưng mà lại không có tiếng, còn phần thứ ba thứ tư thì khi chúng ta tải xuống thì nó lại có tiếng nhưng không có hình, đó mạng là rất là bất lợi. Tương tự như vậy thì chúng ta click vào cái nút mũi tên trỏ xuống này để chúng ta tìm ý, thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà download cái đoạn video này thì nó cũng có bốn cái chức năng đấy. Thì có thể cô tải xuống thì mục 1, mục 2 này thì có hình nhưng mà lại không có tiếng, như vậy là nó sẽ không đảm bảo theo đúng ý chúng ta là khi chúng ta tải xuống thì toàn bộ video này nó phải có đầy đủ hình có tiếng. Do vậy ngày hôm nay thì điểm sẽ hướng dẫn chúng ta một cái phần mềm có tên là Capture đây. Chúng ta thấy là cái phần mềm chúng ta thì lên mạng có cái việc này, chúng nó thì tìm kiếm tải xuống, nhưng mà tính là thời điểm sẽ đưa luôn vào phần mô tả video, thì có thể cô sau khi xem video xong chúng ta có thể tải xuống và chúng ta cài ra để ghi âm rồi quay màn hình, sau đó là lưu lại cái video. Thì bây giờ để muốn lấy cái đoạn video này cho mình dùng thì chúng ta sẽ khởi động cái phần mềm Capture lên. Ở trên này thì có một cái giao diện thanh giao diện hiện lên, thì mọi người chỉ cần quan tâm cho thời điểm thì một cái có biểu tượng như là cái thư phim này, chúng ta click vào đây thì tiếp theo nó sẽ xuất hiện 6 cái mục này, có 6 chức năng thì các thầy cô tìm hiểu qua sau. Ví dụ như đây chúng ta muốn quay phim toàn bộ màn hình thì chúng ta đang giảng dạy hoặc là đang học tập thì chúng ta chỉ cần click vào đây là nó sẽ bao trùm toàn bộ cái màn hình quay này của chúng ta. Sau đó ở mục này chúng ta có lựa chọn là nếu như các thầy cô đang học thì muốn ghi âm lại cái bài giảng mình đang học, chúng ta có thể chọn cái mục này thì nó sẽ có những cái tiếng của bên giảng của các thầy dạy chúng ta. Nhưng mà đây thì cái mục của chúng ta là bây giờ chúng ta đang muốn ghi lại, chúng ta sẽ chọn mục này cũng là ok, thì thầy Dược đang hướng dẫn các thầy cô. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái mục thứ hai từ trên dưới này. Tại sao chọn này? Để vì chọn như này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đoạn nào mà mình muốn quay lại. Ví dụ như ở đây thì chúng ta thấy là phần quay này chúng ta nó chỉ có cái khung hình nó bé bé từ đây đến đây thôi, đúng không? Đấy. Do vậy là chúng ta sẽ chọn này để chúng ta chỉ lấy toàn bộ đoạn phim thôi. Sau khi chọn lên rồi thì các thầy cô chúng ta click vào mục record này, sau đó mình đưa chuột vào đoạn góc này nhé. Bắt đầu đoạn góc này chúng ta ấn chuột trái này, chúng ta kéo ra, rồi sau đó mình nhả chuột trái ra, thì lúc này nó sẽ xuất hiện một cái bảng để chúng ta ghi lại. Đấy, thì mọi người ý này, chúng ta chỉ việc click vào nút start này bắt đầu ghi, sau đó thì chúng ta chỉ việc mở cái đoạn video này lên thôi. Thank you.
sau khi đường khi mà chúng ta lấy xong rồi thì mọi người để ý này, trên thanh công tử nó sẽ có một cái bảng điều kiện. Bây giờ chúng ta lấy xong đường viên rồi thì chúng ta được tiếp tục chi tốt này. Đấy, thì nó sẽ hiện lên một cái bảng như này, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ click vào CV này, chúng ta lưu lại cái đoạn video mà mình muốn lấy. Sau đó đây thì thời điểm sẽ để vào cái ngoài để cốt đi, còn chính là bao tù đây. Đấy, là mình đặt tên là video. Ok này, sau đó là mình CV vào. Sau đó thì chúng ta chỉ việc mở cái đoạn video này. Rồi thì bây giờ chúng ta chỉ việc tiếp tục là lấy trình duyệt PowerPoint lên thôi, bật PowerPoint lên, sau đó thì vào một cái insert, sau đó chúng ta chèn đoạn video mà chúng ta vừa lấy ở trên trang PowerPoint xuống đây. Ok, thì đến đây là các thầy cô thấy là chúng ta đã chèn vào trong phần PowerPoint bình thường. Sau đó thì chúng ta chỉ việc mở cái đoạn video này thôi. Thì trên đây thì điểm đã vừa hướng dẫn chúng ta về phần mềm có một chức năng quay màn hình và lấy đoạn video trên trang PowerPoint. Thì các thầy cô thấy hay thì chúng ta cũng cho thầy điểm like, chia sẻ và chúng ta cũng ủng hộ kênh của thầy điểm. Xin chào và hẹn gặp lại.